Sài Gòn đã xin chào. Hôm nay là mình vừa đi gặp khách hàng để giới thiệu mẫu mã mới cho khách hàng để mà khách chuẩn bị xây nhà. Thì sẵn tiện đây là mình chia sẻ luôn cho các bạn là mẫu mới tại Sài Gòn Đo là ở đây mình có đem một cái catalog của cửa gỗ carbon. Đó, trong này là nó sẽ có sẵn mẫu mã lẫn màu sắc, thiết kế rất là sang trọng luôn. Thì những cái mẫu cửa này là nó thích hợp cho những cái chung cư nè, hoặc là những cái ngôi nhà nào mà thích mang tính hiện đại thì mình có thể là lựa chọn mẫu mã này. Đây, ở đây nó có sẵn màu trắng hoặc là tông màu hơi trầm một xíu. Đó. Thì các bạn có thể là lựa chọn những cái màu cửa để nó thích hợp với là cái màu nội thất trong nhà. Thì nó tạo cho cái không gian của ngôi nhà là nó sang trọng hơn, nó bắt mắt hơn. Đó. Và những cái cửa này nó rất là tiện nghi nha. Ở đây là nó sẽ, ở bên mình á là nó sẽ có những cái bộ khóa. Ở đây là chẳng hạn đây là có khóa phân thể nè. Thì khóa này á là khách hàng có thể lựa chọn thay bằng khóa điện tử vẫn được, hoặc là khóa vân tay đồ vân vân, nó có rất là nhiều loại khóa. Đó. Đây. Rất là đơn giản nhưng mà lại còn rất là đẹp nữa các bạn thấy không? Phía trước đây là mình sẽ có hình ảnh của một số mẫu gốc của cửa. Rồi, thì á là ở đây là mình chỉ có những cái catalog á để mà giới thiệu sơ bộ qua cho các bạn xem thôi. Thì những bạn nào mà muốn cái thông tin nó chính xác hơn, hoặc là muốn xem mẫu mã nó rõ ràng hơn thì các bạn có thể là đến showroom trực tiếp của Sài Gòn Đo để xem mẫu mã trực tiếp thì nó sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó các bạn có thể liên hệ với số hotline của Sài Gòn Đo hoặc là để lại một số liên lạc để mà nhân viên kinh doanh của bên mình á sẽ gửi mẫu mã cho các bạn xem nhé.